Trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay thì món ăn gia đình ba món của nhà mình là cá diêu hồng chiên giòn ăn với lại sốt cà chua và nước mắm tỏi ớt nha các bạn. Đồng thời cũng có rau muống xào với lại tỏi nha. Canh chua bầu nấu với lại tép ha các bạn. Cái món canh chua bầu nấu với tép này hầu hết là các bạn không có biết cái món này ha. Món này chỉ có ở dưới quê mình có thôi nha các bạn. Ngoài nấu với tép ra, các bạn có thể nấu canh chua bầu với lại cá linh hoặc là cá kèo đều được ha. Nếu bạn nào chưa từng ăn món canh chua bầu á, thì sau cái video này nè, các bạn thử nấu cái nồi canh chua bầu cho gia đình mình ăn thử nha. Rất là ngon nha các bạn. Rồi đây là nguyên liệu để nấu cho cơm gia đình ba món ngày hôm nay nha các bạn. Cá diêu hồng mình đã làm sạch sẽ rồi nè, tỏi mình đập đập và tép để mà trước khi mình chiên cá đó, mình để vô phi cho nó thơm ha. Cà chua để làm sốt cà chua nha. Tỏi ớt này là để mình làm nước mắm tỏi ớt nha các bạn. Đây là rau muống mình đã lặt sạch, rửa sạch và đem trụng với nước sôi, có thêm chút muối ha. Mình chỉ trụng sơ qua lại rồi mình vớt ra liền nha các bạn. Bầu thì mình cũng bằm bằm rồi mình sắc ra như thế này ha. Rồi đây là tép hoặc là tôm ha, mình đã rửa sạch sẽ rồi nha các bạn. Đây là phần ngò ôm cũng như là hành lá sắc khúc và ba khoanh ớt để vào nồi canh chua cho nó thơm ha. Đặc biệt nấu canh chua bầu mà các bạn bỏ hành sắc khúc vô thì nó dậy mùi rất là thơm ha, và cái nước của nó cũng ngọt lắm. Gia vị đi kèm thì có muối, đường, hạt nêm, bột ngọt nếu như mà các bạn nào ăn bột ngọt ha, nước mắm, chanh và dầu ăn dùng để chiên cá nha các bạn. Bây giờ trước tiên mình sẽ nấu canh chua bầu ha. Nước đã sôi rồi mình cho vào trong đây bột me nha. Hôm nay mình nấu canh chua bằng bột me nha các bạn. Mình sẽ cho vào trong đây là khoảng 2 muỗng cà phê bột me nha. Mình nấu đây là khoảng 1 lít rưỡi nước ha. Cái này còn tùy theo khẩu vị của gia đình mình ăn chua nhiều hay là ít nha các bạn. Kế đến mình sẽ cho phần tép hoặc là tôm vào nha. Sau đó mình sẽ cho bầu vào nha các bạn. Rồi mình sẽ nêm nếm trong lúc này luôn nha các bạn, để khi cái nồi canh chua bầu của mình nó sôi lên là mình tắt lửa liền ha. Bầu thì rất là mau chín nha, mình đừng có nấu nó nhừ quá không có ngon, với lại mình nấu nhừ quá thì nó mất đi cái vitamin ha. Bây giờ mình sẽ cho vào trong đây là 2 muỗng canh đường nha. Với mình canh chua thì phải nấu cho nó hơi ngọt ngọt một xí ha. Các bạn có thể để từ 2 cho tới 3 muỗng canh đường tùy theo khẩu vị của gia đình mình nha. Canh chua là phải ngọt ngọt nha các bạn, chua chua ngọt ngọt thì nó mới ngon nha. Rồi mình sẽ cho vào trong đây là nửa muỗng cà phê muối nha các bạn, và 1 muỗng cà phê hạt nêm ha. Rồi mình sẽ cho vào trong đây 1 muỗng canh nước mắm để cho nồi canh chua của mình nó thơm ha. Bạn nào ăn bột ngọt thì mình để vào trong đây nửa muỗng cà phê bột ngọt nha. Còn nếu không ăn thì thôi, như vậy là cũng được rồi ha. Thì nói chung khẩu vị là tùy theo gia đình của mình nha, mình cứ nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình ha. Rồi bây giờ cái nồi canh của mình đã sôi lên trở lại rồi, mình sẽ tắt lửa liền nha các bạn, để tránh cho bầu nó bị nhờn ha. Thì mình sẽ cho cái phần hành lá, ngò ôm cũng như là ớt sắc khoanh vào trong đây liền luôn nha. Rất là thơm nha các bạn. Canh chua bầu này mà ăn với lại cá kèo kho tiêu cũng rất là ngon ha. Hoặc là cá linh kho sả ớt nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt cái nồi canh bầu ra khỏi bếp để nó còn cái hơi nóng á, làm cho cái bầu của mình nó chín nha. Nó chín quá thì ăn không có ngon nha các bạn. Kế đến là mình sẽ làm rau muống xào tỏi nha. Chảo nóng rồi nè, mình cho vô đây chút xíu dầu ăn nha các bạn. Kế đến cho tỏi vào nha. Tỏi đó thì mình xào sơ sơ cho nó thơm thôi nha các bạn, đừng có để cho nó ngã màu vàng thì nó hết ngon ha. Tỏi như vậy là được rồi, mình cho rau muống vô nha. Rồi bây giờ mình sẽ nêm nếm chút đỉnh vô trong đây nha các bạn. Tôi cho vào trong đây là nửa muỗng cà phê hạt nêm thôi ha, một chút xíu nếm thôi nha các bạn, và nửa muỗng cà phê đường thôi nha. Bởi vì rau muống xào này là mình ăn với lại cá chiên á, mình sẽ chấm với lại nước mắm á, nước mắm tỏi ớt á, cho nên mình chỉ nêm nhẹ nhẹ thôi ha, mình đừng có. Rồi phần rau muống xào của mình đã xong, bây giờ mình cho ra dĩa luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ làm sốt gà để mình ăn với cá chiên nha các bạn. Cái nồi nóng rồi nè, mình cho chút xíu dầu ăn vào trong đây rồi ha. Cho chút xíu tỏi vô đây cho thơm nha. Rồi mình sẽ cho cái phần cà chua mình bằm ra nè, mình cho vào đây mình xào lên cho thơm nha các bạn. Mình cũng nêm nếm chút đỉnh thôi ha, chứ đừng có nêm đậm đà quá, tầm một lát mình để lên cá mình ăn với lại nước mắm tỏi ớt á. Mình cho xíu xíu hạt nêm nha, như là chút xíu đường thôi nha các bạn, mình không bỏ muối ha.
tại vì trong hạt nêm nó cũng có vị hơi mặn mặn rồi nha các bạn. Cái phần sốt cà chua của mình đã sôi lên trở lại rồi ha, nó sệt lại ha. Bây giờ mình tắt lửa nha các bạn, bây giờ mình trút ra chén nha. Tiếp theo mình sẽ làm nước mắm tỏi ớt để ăn với lại cá chiên nha các bạn. Tỷ lệ làm nước mắm tỏi ớt để mình ăn cá chiên đó là một nước mắm, một đường và hai nước nha. Sau đó mình để tỏi ớt băm nhuyễn vô và nặn chanh lên ha. Mình sẽ cho vào trong tô này là 6 muỗng canh nước lọc nha các bạn. Ba muỗng canh nước mắm nha các bạn. Rồi 3 muỗng canh đường nha các bạn. Quậy đều lên ha. Kế đến mình sẽ cho cái phần tỏi ớt vô luôn nha các bạn. Bây giờ mình nặn chanh vô nha. Rồi xong đây mình có một cái tô nước mắm tỏi ớt ha, dùng để ăn cá chiên nha các bạn. Rồi sau cùng là mình chiên cá nha các bạn. Mình chiên cá xong rồi mình dọn cơm mình ăn được rồi nha. Cho chút xíu tỏi vô cho thơm ha. Rồi mình để cá vào chiên nha. Mình bây giờ nó đã vàng đều hai mặt rồi, mình sẽ gấp ra nha các bạn. Rồi cá chiên mình cũng mới vừa chiên xong nha các bạn. Bây giờ mình dọn cơm ra mình ăn ha. Cơm phần gia đình 3 món ngày hôm nay của mình đây đã hoàn thành. Mời các bạn dùng bữa cơm với nhà mình nha. Cá chiên giòn nè, mình ăn với lại sốt cà cũng như là nước mắm tỏi ớt ha. Đi kèm thì có rau muống xào tỏi nè, cũng như là canh chua bầu nấu tép ha. Rồi mình mời cả nhà dùng cơm với nhà mình nha. Nếu các bạn thấy thích cái video này của mình thì cho mình thumbs up ha. Like, share cũng như chia sẻ cho bạn bè và gia đình. Thank you for watching. Bye bye.